Hiện bão Jabi đã tràn vào đảo Shikoku với sức gió lên tới 216 km/h và được dự báo sẽ quét qua khu vực phía tây đảo Honshu và thành phố Osaka. Hơn 280.000 người đã được lệnh sơ tán tới nơi an toàn. Trong khi đó, hơn 600 chuyến bay đã bị hủy. Dịch vụ đường sắt và đường thủy cũng tạm ngừng hoạt động một phần. Các trường tiểu học và trung học cũng như một số trung tâm thương mại ở miền Tây Nhật Bản đã phải đóng cửa vì lý do an toàn. Ở Osaka, công viên giải trí Universal Studios Japan và lãnh sự quán Mỹ cũng tạm ngừng hoạt động. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy chuyến công tác theo kế hoạch tới đảo Kyushu để giám sát và chỉ thị công tác đối phó với mưa bão, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cảnh báo bão Jabi sẽ gây lũ lụt và lở đất tại các khu vực phía Tây và Đông Bắc nước này.